còn nhớ 5 năm trước, tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày ra trường, chúng ta đã có lời hẹn ước. Tất cả chúng ta, 11 lớp sẽ đông đủ hơn, ý nghĩa hơn, trưởng thành hơn trong ngày lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Cũng rất nhanh chóng, ý tưởng cho ngày 20 năm đã được thai nghén và chuẩn bị một cách bài bản hơn, và tên gọi của chương trình cũng đã được ấn định: Hẹn ước 20 năm ngày trở về. Để chuẩn bị cho cuộc trùng phùng này, các bạn Trần Trọng Quyền đại diện lớp A, Phạm Trung Thành đại diện lớp B, Vũ Thị Thanh Hiền đại diện lớp C, Trần Thúy Hoàn đại diện lớp D, Nguyễn Thanh Nga đại diện lớp E, Ngô Tất Thành đại diện lớp F, Trần Đình Hải đại diện lớp H, Nguyễn Thị Phương Nhung đại diện lớp K, Phạm Minh Hải đại diện lớp M, Nguyễn Tuấn Khang đại diện lớp N và Trịnh Thu Dung đại diện lớp B đã họp đi tìm đơn vị tổ chức, những mong truyền tải được cho bằng được thông điệp gắn kết mà chúng ta đã chọn. Chúng tôi biết có thể các bạn đang bận công tác, bận việc gia đình hay bất kỳ công việc nào đó, nhưng chúng tôi muốn nói với các bạn rằng thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Khoảnh khắc 20 năm hội khóa sẽ chỉ có một lần trong đời để chúng ta tìm lại thanh xuân. Và đặc biệt, đây là thời gian lý tưởng để tất cả chúng ta nói lời biết ơn chân thành đến thầy cô năm ấy đã lặng lẽ, tận hiến và đồng hành với chúng ta. Các bạn biết không, 20 năm xa trường cấp 3 Nguyễn Khuyến, giờ này chúng ta cũng gần 40 năm tuổi đời. Chắc chắn đây là dịp phù hợp nhất cho chúng ta nói lời biết ơn sâu sắc đến các thầy, các cô của mình. 20 năm hẹn ước ngày về, để bạn, tôi và chúng ta cùng viết thêm những điều tốt đẹp nhất trong ký ức, để nhớ về một thời đẹp nhất của cuộc đời mình. Thời học sinh trong sáng, ngây thơ nhưng cũng đầy tinh nghịch tại trường cấp 3 Nguyễn Khuyến đón các bạn về. Chúng tớ chuẩn bị nhiều, nhiều lắm những góc nhỏ để chúng mình cùng tìm lại thanh xuân. Hẹn ước ngày về, niên khóa 1999-2022, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2022, sẽ là ngày hội của lòng biết ơn, là ngày thanh xuân gọi về. Bởi 20 năm trước, trường lớp, thầy cô, có bạn và tôi, thì ngày hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng nhau đồng thanh để nói: trường lớp ơi, thầy cô ơi, chúng em đã về đây.